xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay chiến sự nga ukraine vẫn rất căng thẳng với loạt diễn biến mới khi mà nga đã cảnh báo mỹ về cuộc xung đột hạt nhân khi có những động thái mới cụ thể là xuất phát từ việc ukraine yêu cầu mỹ và các nước phương tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài nhằm cho phép kiev sử dụng những vũ khí này để tấn công lãnh thổ nga rồi sự đáp trả của Nga khi giải kim loại nóng chảy xuống Ukraine, khi một kẻ ép dùng UAV giải nhiệt nhôm xuống các vị trí của Nga trước đó một tuần. Đừng rời khỏi màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất của chúng tôi trong video sau đây. Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo Washington sẽ không thể đứng ngoài khi một cuộc xung đột hạt nhân nổ ra ở châu Âu. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24, hôm 13 tháng 9, ông Anatoly Antonov, đại sứ Nga tại Mỹ nói: "Điều khiến tôi quan tâm là chúng tôi đã nói hàng trăm lần rằng không thể có chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân, đặc biệt là giữa Mỹ và Nga và sẽ không có bên nào chiến thắng." Nhưng ở Mỹ, họ đang đắm chìm trong ảo tưởng rằng nếu một cuộc xung đột nổ ra, nó sẽ không lan rộng tới Mỹ. Tôi vẫn cố gắng truyền đạt luận điểm này cho họ rằng Mỹ sẽ không thể đứng ngoài cuộc xung đột như vậy, cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục cảnh báo, hãy ngừng chơi đùa với những lời lẽ như vậy. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm Washington chưa sẵn sàng đàm phán với Moscow về vấn đề Ukraine. Cảnh báo của quan chức Nga về nguy cơ chiến tranh hạt nhân được đưa ra trong bối cảnh Ukraine yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài nhằm cho Kiev sử dụng những vũ khí này để tấn công lãnh thổ của Nga. Trong chuyến thăm Mỹ gần đây, các quan chức cấp cao Ukraine được cho là đã cho phía Mỹ xem danh sách các mục tiêu xa hơn trong lãnh thổ Nga mà Kiev muốn tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, khi cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đại diện của các nước NATO nên nhận thức được họ đang chơi trò gì. Theo ông Putin, Nga đang theo dõi chặt chẽ các kế hoạch như vậy. Trước đây, Tổng thống Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022 rằng không nên tìm cách ngăn cản Nga Quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Washington và các đồng minh vẫn gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp xe tăng, tên lửa tiên tiến và máy bay chiến đấu F-16. Theo một lãnh đạo nga, ông Medvedev, thì bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ và các mục tiêu của nga sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh thế giới. Ông cho rằng phương Tây sẽ mắc sai lầm chết người nếu nghĩ Nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. UAV Nga giải kim loại nóng chảy xuống Ukraine Đó là những hành động đáp trả cứng rắn. Ukraine dùng UAV giải nhiệt nhôm xuống các vị trí của Nga, và sau một tuần thì Moscow đã có hành động đáp trả. Theo Warzone, Nga đã tham gia vào cuộc đua máy bay không người lái giải nhiệt nhôm với Ukraine. Sự kiện này diễn ra khoảng một tuần sau khi các video đầu tiên cho thấy UAV Ukraine giải nhiệt nhôm xuống các vị trí của quân đội Nga ở dưới hàng cây và chiến hào. Khi bị đốt cháy, nhiệt nhôm, một hỗn hợp bột sắt và nhôm bị oxy hóa, có thể đạt nhiệt độ đủ cao để làm tan chảy thép. Nhiệt nhôm chủ yếu được sử dụng trong lựu đạn và đạn pháo, cháy ở nhiệt độ khoảng hơn 2.400 độ C. UAV được trang bị nhiệt nhôm có khả năng phá hủy mạnh mẽ vì chúng bốc cháy khi tiếp xúc, tạo ra ngọn lửa có thể thiêu dụi mục tiêu ở phía dưới. Nhiệt nhôm được xem là ít gây thương vong hơn so với phốt pho trắng hoặc là napalm. UAV phun lửa sẽ phun kim loại nóng chảy từ phản ứng nhiệt nhôm khi bay, tạo ra một trận mưa hỏa lực. Binh sĩ trong bong ke hoặc là đội mũ bảo hiểm và áo giáp thường an toàn nếu họ không nhìn lên trên, nhưng nhiệt nhôm có thể gây ra hỏa hoạn. Phản ứng nhiệt nhôm đốt các vật liệu dễ cháy, đặc biệt là trong điều kiện khô, dẫn đến các đám cháy nhỏ có thể bùng phát thành đám cháy lớn hơn. Những đám cháy này và khói sinh ra có thể buộc binh sĩ đối thủ phải từ bỏ vị trí ngoài ra nhiệt độ cao của chất này và khó khăn trong việc dập tắt nó làm dấy lên mối lo ngại về thương vong dân sự tiềm tàng từ phản ứng nhiệt nhôm vì vậy vũ khí dùng nhiệt nhôm thường không được khuyến cáo sử dụng gần khu dân cư sinh sống do mối đe dọa ở Ukraine, địa hình phổ biến là những cánh đồng rộng lớn thường bị chia cắt bởi những hàng cây hẹp, đóng vai trò là các vị trí phòng thủ quan trọng. Những hàng cây này cung cấp sự che chắn cần thiết trong một cuộc xung đột liên tục. Vì vậy, việc dùng UAV phun lửa có thể loại bỏ đi những chướng ngại vật này. Nó cũng cho thấy UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine, khi mà giờ đây chúng được cải tiến công nghệ liên tục để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. phòng tuyến phía đông Torres của Ukraine đã bị Nga xuyên thủng. Kênh Gridova cho biết, lực lượng Moscow đã xuyên thủng Lực lượng Moscow đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương ở phía đông Torres và nhanh chóng tiến về trung tâm thành phố. Cụ thể, họ đã chiếm thêm lãnh thổ và các bãi thải liền kề của mỏ Cùng với tiểu khu số 1 được kiểm soát, AF hình thành một vòng vây ôm chọn vị trí phòng thủ duy nhất của Ukraine, bao trùm phía đông thành phố. Con đường dọc theo phố trung tâm tiến sâu vào Torres đã mở toang cho lực lượng Moscow. Ukraine cố gắng bám vào các tòa nhà cao tầng nằm ở phía Tây để cố thủ. Việc chiếm các bãi thải của mỏ Novaya và Ika số 2 tạo ra cơ hội cho RFAF bắt đầu cuộc tấn công vào Zabanka, tiểu quận cực nam của Torres, từ phía đông xuyên qua các đồn điền trồng rừng. Lực lượng Moscow cũng tiến vào Lelepoca, đến sân ga và ở New York thuộc Los Binh sĩ của họ chiếm giữ khu vực được hình thành bởi đại lộ Seterov và phố Kievskaya. Nga phát triển mạnh ở Kupian. Kênh đưa tin lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công khác vào một mục tiêu ở nhiều khu vực khác nhau trong lãnh thổ Ukraine. Một trong những cuộc tấn công là vào trạm biến áp 330 kV Kolotov, gây ra sự cố mất điện tạm thời tại khu định cư cùng tên. Kiev một lần nữa phóng UAV tại vùng Mermas. Phòng không Nga đã đánh chặn UAV đối phương ở khu vực Olelengok, cách sân bay Olenia 7 km. Trên trục Kupian, Svatove, Lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Pichen, chiếm một trong các vành đai rừng. Tại Poprovka, các đội hình của Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở phía đông bắc Novohorodivka, đổ bộ một nhóm xung kích vào khu vực Olivka. Về phía Donetsk, những thành công của lực lượng Moscow được ghi nhận ở phía tây Kranokorivka, về phía Ochi...